Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Vâng, chào mừng quý vị các bạn đã đến với chương trình Q&A cùng hai bình luận viên Tuấn Pell và bình luận viên Thanh Tùng. Đây là chương trình mà chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn khán giả ở trên fanpage Cao Thủ Liên Quân. Vâng, câu hỏi đầu tiên rất thú vị mà tôi nhận được trên fanpage Cao Thủ Liên Quân đó là hai có nghĩ rằng phong độ của HTVC IGP Gaming có kéo dài được lâu không? Và giữa IGP và Team Flash thì ai sẽ hơn ai tại 12 tháng 10 sắp tới? Tôi nghĩ rằng để trả lời cho câu hỏi này chúng ta sẽ cùng xét về mà con người của hai bên tôi đánh giá là tương đồng. Nếu như mà Team Flash có một Proe từng được coi là trợ thủ hàng đầu tại Việt Nam thì lúc này cho biết không hề kém cạnh. Ngoài ra tôi đánh giá cao cho biết anh ta có tư duy thậm chí còn tốt hơn cả Proe. Proe thì có khả năng kiểm soát bản đồ tốt nhưng tư duy chiến thuật hay là kêu gọi giao tranh thì cho biết nhỉnh hơn. Về vai trò đi rừng tôi đánh giá 1-9-1-10. Có chăng sự yếu kém của IGP so với Flash một chút có lẽ là về mặt chất tướng. Chúng ta có thể dễ nhận ra Kiệt Anh không thể đánh tốt được những vị tướng đỡ đòn ở đường trên, hay là Đêm không thể sử dụng tốt tất cả những vị tướng phù hợp ở đường dưới. Anh ta có thể chơi tốt một vài con tướng như kiểu Van Heen hay là Maza mà thôi. Và nên nhớ rằng chúng ta đánh là đánh Robo Unpick, tức là nó chỉ mạnh khoảng 2-3 ván thôi. Còn những ván tiếp theo tôi nghĩ sẽ là đội có lợi. Anh Tùng nghĩ sao? Thật ra thì kể cả Toto cũng thế. Toto cũng hoàn toàn không thể đánh tốt được những vị tướng như Nakroth và Murad. Ở thời điểm hiện tại thì chưa thấy anh ta đánh tốt những vị tướng này. Rõ ràng là về mặt chất tướng thì có vẻ như IGP sẽ bị hạn chế hơn so với Flash. Ngoài ra còn một yếu tố nữa mà IGP có lẽ sẽ bị hạn chế hơn so với Flash, đó là về vấn đề về mặt tâm lý thi đấu ở một trận đấu lớn. Rõ ràng là Flash đã trải qua 3 trận bo 7 đúng không nhỉ? 3 trận bo 7 rất quan trọng và rõ ràng là Flash sẽ nhỉnh hơn về mặt tâm lý thi đấu. Nhưng nếu xét về những yếu tố khác, ví dụ như là vấn đề về mặt khát vọng, thì mình nghĩ là Tuấn Beo với mình đều đồng ý là ở thời điểm hiện tại Flash đã khá là non nê danh hiệu rồi. Còn nói về việc IGP có giữ được phong độ 2 tháng 10 hay không thì mình nghĩ là chắc chắn là có. Họ có những cái bộ não mình đánh giá là xuất sắc nhất tại Liên Quân Việt Nam ở thời hiện tại, cho biết Kiệt Anh. Thì huấn luyện viên của họ là những người có kinh nghiệm, đó là Đép Béo và Clear, những người đã từng tham gia đấu trường danh vọng và có sự kinh nghiệm. Có chăng IGP có thể sẽ bị ngã ngựa bởi sức ép đến từ khán đài mà thôi. Còn để nói về trình độ chuyên môn thì thậm chí tôi mình đánh giá IGP còn nhỉnh hơn cả Team Flash. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai của bạn Phạm Quốc Việt, đó là hai anh có nghĩ In The Dark có đủ sức vào trận chung kết không, hay nôm na là In The Dark có đánh bại được Team Flash tại bán kết hay không? Thì anh Tùng, anh nhận xét ra sao? Từ nãy giờ thì chúng ta cũng đã trao đổi với nhau về việc In The Dark hoàn toàn có thể làm nên được bất ngờ. Nhưng khả năng lọt vào trận chung kết của In The Dark tất nhiên sẽ được đánh giá thấp hơn so với Flash. Vì rõ ràng là xét trên cả yếu tố về mặt con người, đẳng cấp, kinh nghiệm ở trong trận thi đấu lớn và tâm lý thi đấu ở trong một trận thi đấu chung kết thì In The Dark đều chưa có. Nhưng họ có một thứ thôi, họ có đó là sự bí ẩn ở trong cái lối chơi của họ. Đến thời điểm hiện tại thì họ vẫn đang tiến bộ không ngừng. Nếu như Tuấn Bell có theo dõi toàn bộ hành trình của In The Dark thì sẽ thấy rằng họ lớn lên rất nhanh qua từng trận đấu. Và qua trận thi đấu với Swing Phantom vừa rồi, chúng ta thấy rất rõ ràng là cái lối đánh của họ cũng khác hẳn so với vòng bảng. Và đến sau trận thi đấu với Swing Phantom, liệu họ có thể đưa ra chúng ta những điều bất ngờ gì nữa thì có lẽ đến cả Flash cũng không thể biết nổi. Một điểm mạnh nữa của In The Dark so với Team Flash đó chính là tâm lý. Họ là cửa dưới, họ không có gì là phải sợ thua hay là sợ mất gì cả. Nó giống cách mà Mocha ZD đánh bại Team Flash tại chung kết vòng tuyển chọn đội tuyển tham dự SEA Games 30. Khi nghe Mic Check thì lúc đấy Akashi hay là Oppa có nói là bây giờ mình không sợ thua nữa, tâm lý là cửa dưới rồi, cứ đánh thoải mái, đánh hết sức mình đi. Thì điều đó khiến cho kỹ năng cá nhân của các tuyển thủ nó được bộc lộ mà không cần phải tính toán. Ví dụ trong một tình huống với một đội có tâm lý sợ thua thì anh ta sẽ luôn sợ chết, còn một đội là cửa dưới không còn gì để mất thì anh ta sẽ đánh rất phiêu. Và đôi khi cái phiêu đó nó sẽ tạo nên tình huống highlight và tạo nên tình huống bất ngờ. Điển hình là trận playoff với Swing Phantom, Goro đánh cực kỳ hay, cực kỳ xuất sắc, thậm chí tôi đánh giá Goro xuất sắc hơn cả Quang Hải trong cái trận đấu đó. Tiếp tục câu hỏi về In The Dark đến từ bạn Phùng Kiên, đó là hai nghĩ In The Dark có bị tâm lý hay không? Thì ở trong câu trả lời trước thì mình cũng nói rồi, chắc chắn họ sẽ không bị tâm lý. Cái lợi của họ đó là họ ở cửa dưới, đúng không? Cái này thì mình lại có một cái quan điểm khác với Tuấn Beo, tức là có hai vấn đề. Một ấy là họ sẽ đánh rất thoải mái nếu như họ ở tâm lý ở một cửa dưới. Nhưng cái thứ hai nữa đó là áp lực từ việc thi đấu ở trong một cái trận thi đấu chung kết ấy,
thì vẫn có thể bị tâm lý. Sân khấu lớn. Một sân khấu lớn. Giống như kiểu bây giờ Tuấn Beo đưa Tuấn Beo vào thuyết trình ở trong một cái hội thảo có 1.000 người. Nó khác với việc Tuấn Beo đánh ở trong một cái studio chỉ có khoảng một vài người xem và đều là những người thân cận của mình. Thì vấn đề về mặt đối diện với khán giả nó lại một vấn đề hoàn toàn khác. Còn vấn đề về mặt đối diện với Flash thì mình và Tuấn Beo đều cho rằng In The Dark sẽ rất thoải mái, bởi vì họ không có gì để mất cả và họ đánh theo kiểu là thắng thì tốt, còn thua thì vẫn là một mùa giải thành công. Bây giờ chúng ta sẽ đến câu hỏi của bạn khán giả với nickname là Tiến Bình. Thì bạn Tiến Bình có hỏi là Team Flash hiện tại đang có 3 người đi đường, Gấu, Eli, Đạt Còi, và họ luôn phiên thay đổi vị trí cho nhau. Thì hai anh có nghĩ rằng ở trận đấu playoff sắp tới thì Team Flash sẽ tìm ra một bộ khung ổn định để có thể thi đấu, để có thể bảo vệ được chiếc vô địch, hay lại ôm hận một lần nữa giống như cách mà họ đã làm trước Mochazed Esports? Anh Tùng. Ở thời điểm hiện tại thì Tùng nói thật là Tùng cho rằng đấy không phải là nhược điểm mà đấy sẽ là ưu điểm. Một đội tuyển có thêm sự lựa chọn không bao giờ gọi là nhược điểm cả. Họ hoàn toàn có thể lựa chọn việc đánh 2 thành viên cố định, hoặc đánh 3 thành viên thay đổi, hoặc là sẽ tạo bất ngờ đột biến thông qua một cái tình huống cố định. Ví dụ như là phụ thuộc vào chất tướng này, phụ thuộc vào tâm lý thi đấu ở thời điểm đó này. Và rõ ràng có thêm lựa chọn là có thêm người. Thế còn cái vấn đề thứ hai đó là đã từng có nhận xét của IGP cho rằng đấy chính là điểm yếu của Flash. Thì với bản thân Tùng, Tùng cho rằng họ có thể nhìn thấy một vấn đề ở cái vấn đề đó, đó là việc thay đổi luân phiên 3 người như vậy thì sẽ dẫn đến việc là các thành viên có lẽ là bị ức chế tâm lý chăng. Nhưng mà với Tùng thì ở thời điểm hiện tại Flash đã trải qua đến 2 mùa giải rồi, và rõ ràng là các thành viên đó phải thực sự là ổn định được tâm lý rồi. Sau 2 mùa giải liên tiếp thành công thì họ cũng phải có được cho mình một cái sự có lẽ là chuẩn bị sẵn sàng cho việc, thậm chí là ngồi dự bị. Đúng, tôi đồng ý với quan điểm của anh Tùng, đó là có thêm sự lựa chọn là có thêm sức mạnh. Nhưng vấn đề của Team Flash đây đó là huấn luyện viên Harvin, ông dùng người như thế nào? Trận đấu với Mochazed Esports tại chung kết vào tuyển chọn SEA Games 30 thì ông đã cất gấu 100%, kể cả thua thì nơi rồi vẫn cất gấu. Thì đó là một sai lầm của Harvin, và Harvin cũng đã thừa nhận rồi. Và tôi nghĩ đó là một trải nghiệm rất tốt dành cho Harvin, và chắc chắn rằng ở vòng playoff sắp tới ông sẽ dùng người. Ví dụ trong một trận đấu mà thậm chí Đạt Còi và Gấu có thể ra sân ở những ván đấu đầu tiên, để khi mà Đạt Còi có thể sử dụng được những con bài xạ thủ tốt. Sau đó khi hết các bài xạ thủ yêu cầu hai cánh phải là những đấu sĩ, có thể đó sẽ là Eli. Và thậm chí rằng Eli và Gấu hoàn toàn có thể đổi đường cho nhau được. Đó là sự đa dạng của Team Flash, họ không cố định ở hai cánh, và đó để sẽ khiến cho Kiệt Anh và Đêm gặp nhiều khó khăn. Đến với câu hỏi của bạn Trần Quân trên fanpage Cao Thủ Liên Quân, đó là hai anh có nghĩ Toto có thể hơn ADC ở kèo đi rừng hay không? Cá nhân mình nghĩ rằng về mặt kỹ năng Toto vẫn thua ADC một bậc. Tuy nhiên về cái sự đột biến và khả năng di chuyển tạo tình huống từ cá nhân của Toto thì anh ta nhỉnh hơn ADC. Không biết anh Tùng có đồng ý quan điểm này không? Tương đối đồng ý. Tức là ở thời điểm hiện tại Tùng cũng cho rằng là với kỹ năng thì ADC vẫn đang nhỉnh hơn so với Toto. Nhưng mà nó nói nhìn sơn thẳng một bậc thì có lẽ cũng không đến nỗi. Tức là Toto cũng có một cái kỹ năng rất là tốt. Nhưng nếu xét về cái khả năng phô diễn kỹ năng của mình thì rõ ràng ADC vẫn đang là số 1 của Việt Nam. Còn về vấn đề di chuyển thì lật ngược lại cũng phải nói rằng ADC di chuyển cũng rất tốt. Nhưng ADC di chuyển tốt theo sự kêu gọi của Proe và Xuân Bách. Hay nói chính xác hơn là ADC đang hoạt động rất tốt khi có Proe và Xuân Bách. Nhưng cũng không phải tuyển thủ nào cũng làm được tốt như ADC khi có những người chơi kêu gọi tốt như Proe và Xuân Bách. Bởi có những nhiều, rất là nhiều những cái tuyển thủ thì có những cái ý kiến cá nhân của mình rất là độc lập, và khi đó thì người ta không thích bị chi phối bởi người khác. ADC không phải dạng như vậy. ADC giống kiểu mẫu cứ chuyền bóng là ghi bàn. Đó, mình thích cái mẫu đó. Thật ra mình rất là thích một cái mẫu trung phong như vậy, kiểu không tham gia quá nhiều đóng góp về mặt lối chơi di chuyển, nhưng đồng đội nói gì cũng hiểu được hết và làm rất tốt những cái nhiệm vụ của mình. Còn Toto thì được đánh giá cao hơn về mảng đó là tự tạo đột biến cho bản thân mình. Hay nói chính xác hơn, Toto mới là người kêu gọi và khiến cho những người đồng đội của anh ta, nếu như đặt anh ta vào trung tâm thì anh ta sẽ có thể tỏa sáng. Đó chính là lý do tại sao mà Toto không thể tỏa sáng tại Adonis. Anh ta không phải là trung tâm của Adonis. Nhưng với IGP Gaming thì những người đồng đội anh ta rất là hiểu anh ta, và anh ta cũng rất tự tin để phô diễn cá nhân của mình. Thì theo mình rằng hai cá nhân này có hai điểm khá khác biệt nhau, và Toto hoàn toàn có thể hơn ADC ở một mảng, còn ADC sẽ hơn Toto ở mảng còn lại. Nếu như ví ADC và Toto là những cầu thủ đá bóng thì tôi nghĩ rằng có thể ví ADC như là Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Có người chuyền bóng là ắt sẽ ghi bàn, đánh người bàn thắng rất tốt. Còn với Toto thì thuộc dạng là Messi. Tự làm tự ăn, và đôi khi có thể kiến tạo cho đồng đội nữa. Có thể Toto sẽ
toàn năng hơn một chút, nhưng xét về khả năng tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng thì cũng như mặt kỹ năng thì nghĩa là ADC nhỉnh hơn, và khả năng ăn bàn nữa. Ăn bàn cũng cũng tốt hơn. Thực ra kèo đấu giữa ADC và Toto sắp tới sẽ là kèo đấu rất thú vị, và chắc chắn rằng đó sẽ là tâm điểm của trận chung kết nếu như mà Flash thắng được Easy Duck và gặp IGB. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của bạn có nickname là Chàng Khờ Thủy Chung. Bạn đã hỏi câu tôi đánh giá là tương đối hay. Đó là anh có nghĩ rằng Team Flash đang thiếu một người chơi cầm AD chắc không? Tại bạn ý đang thấy rằng Team Flash đang không ai có thể chơi AD, chơi vị trí gọi là AD Carry một cách toàn diện. Cùng lắm là chỉ chơi được mấy con như là Van Heen hay Elsu thôi. Anh Tùng nghĩ sao? Đầu tiên đã phải nói đến là cái nickname của bạn này là Chàng Khờ Thủy Chung đúng không? Nghe là biết bạn này rất là thủy chung, và có vẻ như bạn ấy cũng rất là nghiên cứu chuyên sâu về Flash, hay nói chính xác hơn bạn ấy là một fan cứng của Flash ấy. Và rõ ràng vấn đề của bạn ấy nhận thấy cũng là một cái vấn đề khá nhức nhối của Flash, đó là vấn đề về việc là các AD của Flash đánh không quá ổn định. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ở thời điểm hiện tại có 3 người chơi có thể đảm nhiệm vai trò AD carry của Flash, bao gồm có ADC, Ellie và Đạt Còi. ADC đánh tốt ở vai trò AD đi rừng, Đạt Còi đánh tốt ở vai trò AD ổn định, còn Ellie thì đánh tốt ở vai trò AD đột biến. Và hoàn toàn không đến nỗi mà Flash thiếu đi một AD carry quá, chắc có chăng chỉ là thiếu một người toàn năng. Tức là sử dụng được tất cả các vị tướng và sử dụng một cách có lẽ là hiệu quả, không tì vết ở tất cả các vị tướng thôi. Thực ra ở thời điểm hiện tại thì Liên Quân Việt Nam đang không có một người chơi nào có thể chơi tốt tất cả các vị tướng xạ thủ cả. Ngay cả Ara thì tính ra cũng chỉ có 2 đến 3 con tướng mà thôi. Thậm chí là những con như là Elsu hay Violet, Ara còn thua rất nhiều người, hay thậm chí cả Van Heen nữa. Mình đánh giá rằng trong đội hình của Team Flash, đồng ý là họ không có người chơi cầm AD toàn diện, nhưng họ có nhiều người chơi cầm được AD. Như anh Tùng nói, đó là ADC, Alien Coin, mình còn bổ sung thêm cả Xuân Bách với khả năng cầm Elsu điêu luyện nữa. Và phong cách chơi là khác hẳn nhau. AD, AD của ADC thì là một AD là lao lên bắn nhau, đi rừng có đồ lao lên bắn nhau. Xuân Bách thì là Elsu cầu máu không trượt phát nào, và không chịu sát thương. Không chịu sát thương, không nhận sát thương. Đặt Còi thì là cầm một AD ôm trụ cực kỳ tốt và rất tỉnh. Chỉ cần những người đồng đội tạo điều kiện cho anh ta thì ta sẽ tỏa sáng. Còn với Ellie thì là một AD đột biến. Đôi khi anh ta sẵn sàng bỏ một tân lính để có thể di chuyển lên đường trên hoặc ra đường giữa đánh nhau, tạo lợi thế cho những đồng đội. Sau đó anh ta sẽ quay về farm, và khi mà đồng đội có lợi thế thì đồng đội sẽ về đường của anh và giúp cho anh ta có được lợi thế. Nói chung quy là Flash không có ai có thể sử dụng hết tất cả những vị tướng xạ thủ, nhưng đội hình Flash có thể sử dụng hết tất cả những vị tướng xạ thủ. Một câu hỏi mà tôi nhận được từ khá nhiều các bạn khán giả, đó là theo anh thì đội tuyển nào có khả năng vô địch cao nhất? Anh Tùng. Thì chúng ta sẽ chia theo cấp bậc từ cao xuống thấp nhá. Chúng ta sẽ chia từ đội có khả năng vô địch nhiều nhất theo mình thì sẽ là Flash. Mặc dù Flash phải đánh 2 trận nhưng theo mình cửa của Flash vẫn là cao nhất. Sau đó đến cửa của IGP và cuối cùng là cửa của Inzerduck. Nhưng mà cửa của Flash và IGP sẽ khá là sàn sàn nhau. Còn cửa của IGP sẽ cột của Inzerduck sẽ thấp hơn. Sở dĩ mình nhận định như vậy bởi vì mình vẫn cho rằng là cái yếu tố tinh thần và cái yếu tố về mặt chuẩn bị cho một cái tâm lý thi đấu vững vàng ở trong trận chung kết vẫn là điều quan trọng nhất. Còn về mặt kỹ năng thì mình nghĩ là khá là sàn sàn nhau giữa Flash và IGP rồi. Inzerduck thì sẽ là ẩn số một chút nên mình không có thực sự dự đoán nhiều về đội tuyển này. Còn mình thì nghĩ rằng trận đấu đầu tiên giữa Inzerduck và Team Flash thì Team Flash sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên trận đấu này sẽ là trận đấu rất thú vị bởi sự bất ngờ mà chắc chắn Inzerduck sẽ tạo ra dành cho Team Flash. Flash sẽ không dễ dàng thắng 3-0 hay là 3-1 mà nó sẽ làm chiến thắng 3-2 cực kỳ vất vả của họ. Tức là phải lộ bài ra. Phải lộ bài, tôi nghĩ là phải lộ bài. Và chính việc lộ bài này có thể sẽ khiến cho trận chung kết của Team Flash gặp nhiều khó khăn. IGP là một đội tuyển có những con người, như đã nói, có những con người có bộ não kinh khủng. Họ thích ứng rất nhanh. Khi mà Flash lộ bài ở những ván đấu với Inzerduck thì IGP sẽ biết cách khắc chế. Và kể cả Flash có thể tạo ra bất ngờ nữa, nhưng nó chỉ đến từ 1 đến 2 ván đấu đầu tiên mà thôi. Và sau đó thì bộ sậu của IGP, những con người như là Đẹp Béo, Clear hay thậm chí là cả Chobit kiểu này nữa, sẽ tìm ra những cái điểm yếu, tìm ra những cái miếng đánh để trị Team Flash. Cũng sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng dành cho IGP khi đấu Team Flash, nhưng mình nghĩ chiến thắng sẽ là 4-3 dành cho IGP Gaming. Cá nhân mình thì mình có một sự bổ sung về mặt nhận định để có thể chắc chắn hơn về việc Flash sẽ có cái cửa cao hơn so với IGP. Đó là bình luận viên Hugh Cooper hiện tại đã đặt niềm tin vào IGP. Thì
Thì đấy, đấy là vấn đề đấy. Có lẽ Tuấn Mèo chưa biết vấn đề đấy đúng không? Biết rồi. Đấy, thế bây giờ mình nhớ ra. Và rõ ràng là cửa của ICP tự nhiên bị giảm mất một vài phần trăm. Hơi toang. Mình nghĩ là nếu như mà Hyper đã dự đoán ICP vô địch thì cửa ICP lúc đầu mình nhận định là 60%, bây giờ nó chỉ khoảng 30%. Mất một nửa. Khá căng. À, nói chung là đội nào vô địch thì phụ thuộc vào Hyper, tỷ lệ cao. Biết đâu Inter đắc. Đến với câu hỏi gần như là cuối cùng của chúng ta rồi. À, đến từ một bạn có nickname là Lão Bạch trên fanpage Cao Thủ Liên Quân. À, hai anh có nghĩ Liên Quân, giải đấu Liên Quân đấu trường danh vọng có phải là giải đấu Liên Quân hấp dẫn nhất hành tinh hay không? Anh Tùng. À, cách đây khoảng 2 tuần nhỉ, mình cũng có đăng một cái status đó là xin rút lại là giải đấu Liên Quân Việt Nam là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Thật ra hôm đó là mình hơi thất vọng với một trận thi đấu nên mình đăng một cái status như vậy. Chứ còn thực tế thì theo cá nhân mình, giải đấu của Việt Nam vẫn là một giải đấu rất là hấp dẫn. Nhất là giải đấu năm nay. Phải thực sự cảm ơn các đội tuyển đến từ Serie B, đó là Inzerdak và ICP Gaming. Hai đội tuyển này đã thổi một cái luồng gió rất mới vào Liên Quân Mobile Việt Nam. Khi mà cả hai đội tuyển này cùng góp mặt trong top 3 thì nó tạo ra một cái động lực thi đấu rất là tốt cho các đội tuyển khác. Ngoài ra phải nói rất rõ ràng là ở thời điểm hiện tại thì đội tuyển nào luyện tập, đội tuyển đó sẽ có được cho mình cơ hội. Còn đội tuyển nào có lẽ là chững lại, tụt lại hoặc là không chịu luyện tập hoặc là có những vấn đề nội bộ, đội tuyển đó sẽ tụt lại. Nó rất là công bằng và nó rất là chuyên nghiệp. Ý kiến của mình thì ngày xưa khi mà cái thời điểm mà Flash vô địch ấy, thì mình nhận định luôn là đấu trường danh vọng là giải đấu mạnh nhất hành tinh. Và chính vì mạnh nhất thì nó cũng hấp dẫn nhất, bởi nó thu hút được người xem. Ai cũng muốn xem đội mạnh nhất thi đấu mà. Nhưng sau khi chứng kiến có lẽ là rất là lượt đi của vòng bảng thôi, thì cái hấp dẫn nhất của đấu trường danh vọng chính là không có một đội tuyển nào yếu cả. Đội tuyển nào cũng hoàn toàn có thể có được chiến thắng. Đó giống như anh Tùng thôi, đó là họ thi đấu luyện tập ra sao mà thôi. Chứ thực lực bây giờ mặt bằng chung, nếu như team flat tầm này thì đội thấp bảng nhất đó là Cyprus nó chỉ hơi xíu chừng này thôi, nó không tụt hẳn như thế này giống như các mùa giải trước. Ok, bây giờ thì Tuấn Beo cũng đã hỏi mình rất là nhiều rồi, nhưng mà có một câu hỏi thì mình không biết là Tuấn Beo né, không muốn mang ra, muốn phô ra hay sao, hay là Tuấn Beo ngại không muốn trả lời thì mình không biết. Nhưng mà có một câu hỏi rất nhiều bạn khán giả muốn hỏi, đó là tại sao Tuấn Beo từ thời điểm AWC đến giờ thì gần như mất tích, và liệu Tuấn Beo có thể trở lại cho trận chung kết đấu trường danh vọng hay không? Để trả lời câu hỏi của anh Tùng có hai ý. Ý đầu tiên là tại sao mình mất tích. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng không chỉ mình mất tích đâu, rất nhiều bệnh viên cũng đã mất tích, đặc biệt là bệnh viên Trương Huy cũng đã mất tích theo. Thì đó là do tính chất công việc thôi. Công việc đòi hỏi là phải đi sâu hơn, công việc đòi hỏi phải phát triển hơn, làm sao để có thể giải đấu trở nên hấp dẫn, thú vị, chất lượng hơn, và cũng như là đội ngũ bình luận viên tốt hơn. Thì trong thời gian qua mình có hơi lặn xuống hậu trường một tí để có thể phát triển giải đấu, cũng như là đào tạo thêm các lứa bình luận viên mới để cho chất lượng bình luận trở nên phong phú và tốt hơn. Còn ý thứ hai là vòng chung kết sắp tới thì mình có quay lại bình luận hay không, thì cũng nói thật các bạn là hiện tại công việc hậu trường còn nhiều ngổn ngang, cần được sắp xếp. Thì sắp tới, tại vòng chung kết sắp tới thì có lẽ là chắc chắn là mình sẽ tham gia bình luận. Cú lừa. Yên tâm, sắp tới thì sẽ có những bình luận viên xịn sò nhất của Liên Quân Mobile sẽ tham dự bình luận. Mình này, anh Tùng này, bình luận viên Anh Dũng, Bipopper, anh Sơn, và có thể sẽ có thêm nhiều tài năng trẻ nữa. Như vậy là vẫn giống như cái câu trả lời mà mình đã từng trả lời trước đó, Tuấn Beo sẽ trở lại vào một ngày trọng đại. Và chắc chắn rằng bọn mình sẽ làm hết sức mình để truyền tải, truyền lửa cho các bạn những trận đấu hấp dẫn nhất tại vòng chung kết đấu trường danh vọng tại 12 tháng 10 tới. Còn bây giờ có lẽ chương trình Q&A của Tuấn Beo cùng Thanh Tùng đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo, và đặc biệt là tại Nhà Thi đấu Vườn Ngựa vào ngày 12 tháng 10. Hãy đón xem và cổ vũ Team Flash tại vòng chung kết quốc gia đấu trường danh vọng mùa đông năm 2019 12:30 ngày 12 tháng 10 tại Cung Thể thao Quần Ngựa. Subscribe ngay Garena Liên Quân Mobile và ấn chuông để nhận tin về quà miễn phí, tướng và trang phục mới cùng giải eSports đỉnh cao.